Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Đây em đang có cái món như là lân đỏ này, cái thuốc trị rầy rệp xông hơi này, thêm cái gói siêu diệt rầy thần điêu. Đấy, cái số này sẽ đi về Lâm Đồng để làm việc với cái cà phê cà nhỏ và cà lớn nhé. Cà nhỏ thì sử dụng cái này để phun lá tưới gốc này, vừa kích thích lông hút và kích hoạt bộ rễ, hạn chế cái những cái việc như là bón thừa đạm cho cây ấy. Đấy, và nó giải độc như là độc hữu cơ, và nó sẽ giúp cho tăng sức đề kháng cho cái cây con này. Cái này có thể sử dụng được cả cho cây cà phê lớn đều được nhé, nó dùng cho mọi giai đoạn của cây trồng này, tưới gốc hoặc phun lá đều được. Còn cái thuốc trị rầy rệp xông hơi này, các anh chị cũng có thể là kết hợp cùng với cái này để phun cho cà nhỏ hoặc cà lớn sau thu hoạch đều được nhé. Một chai này pha được 2 phi là bằng 400 lít nước này. Cái gói này cũng 2 phi là bằng 400 lít nước nhé. Cái chai này nó cũng pha được 2 phi là bằng 400 lít nước này. Các anh chị có thể là phun trên lá hoặc tưới gốc cũng được nhé. Đấy, kết hợp cùng vào với nhau là cứ một chai này, một chai xanh kia và một cái gói này, các anh chị pha được khoảng chừng 400 lít nước là bằng với khoảng chừng là 20 bình đeo lưng. Một bộ như vậy là pha được khoảng chừng 20 bình đeo lưng nhé, loại bình 20 lít đấy nhé. Sử dụng cho cà lớn, cà nhỏ đều được. Cà lớn thì dùng sau thu hoạch hoặc là để phục hồi cây sau thu hoạch này, kích rễ cho cái cà nhỏ, cà nhỏ này, và dùng để phục hồi cây sau khi bị nấm bệnh này, và có thể kết hợp cùng với cả thuốc trị cái con rầy rệp nữa nhé. Kết hợp cùng với thuốc trị rầy rệp. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video, và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.